chúng ta biết rằng cái thời buổi này thì là thời mạt pháp, thì tôi khỏi nói, Phật tử cũng biết rồi, vật chất lên ngút đầu, tiện nghi quá đầy đủ, tôi dùng chữ quá thôi, tức là bây giờ chúng ta hưởng thụ quá nhiều. Hồi xưa mà muốn kiếm một cái ngọn đèn không phải dễ, bếp dầu không à, bây giờ đèn này ông rực rỡ, một nhà có khi xài mấy chục ngọn. À, chúng ta có radio, có tivi, có truyền hình, có điện thoại di động, điện thoại bàn, ôi đủ thứ hết, hưởng thụ đủ thứ. Do đó mà chúng ta không có trở về với mình, chúng ta có phóng ngoài. Rồi những cái diễn biến ở trong con người mình như thế nào mình chả hay biết gì hết. Thì cái không hay biết đó đạo Phật kêu là vô minh. Vô minh. Thành ra thời buổi bấy giờ bên Ấn Độ là chia ra làm ba cõi. Cõi vô minh hạng nặng đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Bốn cõi này chưa có tư tưởng, chưa có sự phân biệt. Chút nữa chúng ta đi sâu vào cái cõi đó trong con người của mình. Trong con người của mình. Nó sống chịu chết trong đó, nó không có biết cải sửa. Rồi khi biết rồi nó cải sửa thì qua cõi người và trời dục giới. Tức là giữ ba giới ăn chay 6 ngày, giữ năm giới ăn chay 10 ngày. Và bắt đầu tu tập thiền định. Nếu không có giới là không thể niệm Phật cho nhất niệm được. Mà giới càng nhiều thì nhất niệm càng mạnh. Mà nhất niệm càng mạnh thì trí huệ càng sáng suốt. Mà sáng suốt thì đâu có dạy gì mà chọn cái cõi xấu mà sanh vào đó. Còn nếu giữ giới ít hoặc không giữ giới thì con người ngu si. Ngu si giàu muốn có lừa cảnh giới tốt, đã giới cái ngu rồi thì chung vào cái cảnh giới ngu si tối om thôi. Thành ra mình đừng có trách trời Phật. Nếu có trách là trách mình. Mà trách cái gì của mình? Là cái giới luật của mình. Thành ra giữ giới rất là khó. Thành ra Phật tử đến với tôi thăm tôi là tôi không cho hỏi chuyện đời, không cho hỏi gì hết. Cái đầu tiên tôi hỏi là có giữ giới không? Có ăn chay 10 ngày không? Có thọ trì năm giới không? Đối với tôi đó. Thành ra nếu mà thăm tôi thì phải thuộc mấy cái đó, còn không là đừng có thăm. Mà nếu không ăn chay, không giữ giới thì tôi đuổi đi, tôi không có tiếp. Còn nếu mà con biết rồi, bây giờ con bắt đầu ăn chay giữ giới, con kỳ này tới con sẽ thưa y Tam Bảo, thì tôi sẽ nói chuyện. Tôi sẽ nói chuyện với những người chịu tu. Thời buổi này không thể năn nỉ nữa, không thể khuyến dụ gì được hết á. Một là tu, hai là sa đọa. Vì cái thời nó gấp rồi, nó xuống nó dốc quá nặng. Thì dĩ nhiên là có quả báo nó phải nặng rồi, cái đó nó phải vậy thôi, chứ không thể nào khác được hết. Cái nhân ác thì có quả ác, mà cái quả nó tới rồi thì trại trời cũng không cõi nắng. Thì bây giờ không có năn nỉ, không có gì. Một là chúng ta tu, hai là chúng ta không tu. Hồi xưa tôi còn dễ, thọ năm giới có thể ăn 4 ngày, rồi tiếng 6, rồi 8, rồi 10, bây giờ không có. 10 ngày không ăn được thì thôi, thì thôi đừng thọ nữa. Nó không còn chần chờ như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì chúng ta còn chờ đợi được. Thì năm nay đó thì đài ơi, thế giới nó loan tin đó là sẽ có tận thế, nghĩa là có một trận bão, trận lục đó, một trận nổi lên sấm sét. Thì hiện tượng báo giờ quý vị thấy rồi đó. Nào là mưa, nào là bão táp, nào là đủ thứ chuyện hết. Sống thần thì chúng ta thấy là ghê rợn. Thì nói 21 tháng 12 đó thì nhất định không phải là như vậy, mà có thể tới trước, mà có thể đúng, mà có thể sao, mà có thể qua. Không ai quyết định được hết. Cái quyết định đó là ở đâu? Chúng ta nói ở ông trời. Ông trời nào quyết định? Ở Phật. Phật nào quyết định mấy cái vụ đó? Chúng ta quên rằng chính chúng ta quyết định. Chúng ta là ai? Là quả địa cầu này 6 tỷ thì 6 tỷ người quyết định cái đó. Thành ra chúng ta có nhìn thế giới bây giờ mà nếu không tu thì nó phải đến. Mà nếu làm ác nữa thì nó đến trước. Còn nếu mà làm thiện thì có thể chậm cải sửa lại.
Còn 6 người, 6 tỷ người mà thật sự cải thiện, tôi bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra hết. Thì chúng ta thấy năm 2000 đúng rồi là tận thế. Trong sấm giảng, trong nhất là Thiên Chúa thì nói là tận thế thôi. Nhưng 2000 qua không có. Thì chúng ta tưởng là không có, đừng có nghĩ như vậy. Là do mỗi người thọ giới, rồi lo ăn chay, tu, rồi chuyển nghiệp. Thì cái đạo Phật kêu chuyển nghiệp. Thì nhiều người nói chuyển lại 2005, 2005 qua cũng không có. Rồi chuyển lại 2010 cũng không có, giờ tới 2012. Thì quyết định cái đó là ở cái 6 tỷ người này. Mà chúng ta là một trong 6 tỷ. Thì chúng ta làm sao mà giúp đỡ cái cộng đồng, cái cộng nghiệp này chuyển được. Mà nếu mà 6 tỷ người mà có mới một vài triệu người mà tu thì nó phải đến thôi, và có thể đến trước nữa. Còn 6 tỷ mà 3 tỷ người thì có thể chần chờ kéo dài một chút. Còn 6 tỷ người mà hơn 4-5 tỷ mà biết tu thì có thể nó qua. Còn 6 tỷ người mà cả 6 tỷ người tu hết thì bảo đảm không có gì hết, mưa thuận gió hòa. Mà làm sao có cái đó xương, cái đó là cái tưởng tượng thì tôi không nói được. Thì theo cái nghiệp của chúng sanh, nếu mà ông có Phật ra đời thì nó được thôi. Còn không thì mấy ông tổng thống, mấy ông vua phải làm gương. Thì dân nó phải theo hết, là không có, bắt buộc không có được. Nếu mà ở trên mà mình hư thì ở dưới hư hết. Chẳng hạn như vấn đề tham nhũng bây giờ tràn lan, nhất là Trung Quốc và Việt Nam. Do đâu? Do mấy ông bự không? Ở trên mà tham nhũng rồi ở dưới làm sao? Nó phải bắt chước. Bây giờ nghèo đói, có người thì giàu, giàu kích xù, có người nghèo thì thật là nghèo. Nghèo cho nên tham nhũng, nói vậy là không đúng. Có người ta nghèo người ta vẫn sạch. Có người nghèo mà người ta vẫn ta là trong sạch, ta chịu chết cho người ta không bây giờ mà nhơ bẩn được. Chúng ta coi gương mấy người xưa coi. Có nhiều người rất tả tơi vậy đó, nhưng mà vẫn chịu cảnh nghèo chứ không bao giờ mà làm cái gì đê tiện. Còn bây giờ khá khá thì cũng tham nhũng, giàu có cũng tham nhũng. Bây giờ chúng ta thấy có người giàu, giàu hơn xưa, kết xù. Còn số nghèo bây giờ đông hơn xưa nữa. Thì tất nhiên là nó phải nổi loạn thôi. Mà chính cái tư tưởng nữa nó chống lại, ta thành ra mưa không thuận, gió không hòa. Hãy con người mà bất hòa thì võ trụ bất hòa. Con người với thế giới này là một chứ không phải là hai. Thành ra chúng ta nhìn cái võ trụ mà sôi động thì chúng ta biết cái con người bây giờ sao động. Quý vị bây giờ ra tôi thấy không có giống hồi xưa được. Người nào nấy thì thờ ơ, nửa người nửa ngộm nửa đời ươi, người không ra người, người nào cũng bệnh muốn chết luôn. Mà đồ thì độc, đồ thì quá học quá chất, mà có ai mà giữ được đâu. Vẫn ăn à. Con người bây giờ kêu là sống liều mạng, sống liều mạng. Nhưng mà kỳ rồi mà dịch cúm gà cúm gì đó thì báo nó đăng, báo Tuổi Trẻ nó đăng. Thì phóng viên lại thấy ở Chợ Lớn nhốt hết, vẫn ăn gà vịt nhốt hết. Có khi đem gà đó là thiêu chôn sống cả mấy triệu con. Thì nó bán ra rẻ thì ăn. Hỏi mấy ông không nghe gì sao? Nó nghe chứ, mà sao lại dám ăn? Trời kêu ai nấy dạ. Trả lời như vậy là quê thôi. Thì chúng ta sống tới đâu, chết tới đâu hay tới đó. Thôi giờ chúng ta trở lại, nói vài cũng không hết. Trở lại nơi mình. Mà bây giờ nếu một mình con thì con làm sao cứu thế giới sư? Đúng. Một mình không thể chuyển 6 tỷ người được. Dầu có 2 tỷ cũng không thể chuyển 6 tỷ được. Ít nhất cũng 4-5 tỷ. Số nhiều thì mới có thể chuyển cái nghiệp lớn được. Đằng này cái số tu quá ít thì phải chịu thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng trong đó. Chúng ta để ý bây giờ chúng ta biết. Một gia đình đó, một cái chuyến xe đó. Giờ gia đình đó mà lỡ như hồi xưa đó, máy bay nó bỏ bom trong gia đình, thì đâu phải là chết hết. Có một hai người chết, một hai người bị thương nặng.
Một hai người gãy tay gãy chân, một hai người lênh lênh dưới tường, không có tì vết gì hết. Một cái xe mà xuống dưới sông rồi vớt lên đâu phải chết hết, người chết liền tại chỗ, người gãy tay gãy chân, có người không hề hấn gì hết.